Rồi hôm nay chủ nhật nha anh em. Chủ nhật lên mấy món Mỹ nha, Mỹ nồi nha, Mỹ gì luôn nha. Này là đài nha anh em. Con này là hiệu Manavoc. Con này là FM108 luôn nha, hát ok nha. Ở đây có một cặp bô này. Con này là 501, nhỏ mà có vỏ nha nè. Con này là Made in Canada. Canada nha anh em, sản xuất tại Canada nha, là con này nha. Ở đây có một cái lò lớn nha. Lò lớn nhưng mà cái lò này là nó có một cái thôi nha. Còn một cái này về sau nha anh em. Ở đây còn một cặp bô nữa đây. Mấy cái này là hàng nồi đó nha anh em à. Nguyên bán nguyên bụi nha. Nó quay gần cho anh em coi tiền mà đẹp cơ này. Đó. Con này là 501 series 4. Đó anh em thấy không? Tem nhãn là đủ rồi anh em thấy không? Mới tin này nè. Mới tin này nha. Đây là một cặp. Còn một cặp đây nữa là anh ta như 601 nè. Tem đó nè. Model này mà sâu đây. Không. Tem màu đồng luôn nè không? 601 này có số series đàng hoàng nè. Made in USA nha anh em thấy không? Trạm lo dưới đây này, nó giống như 301 trơn á. Ở đây có một cặp của Mỹ nữa luôn này. Con này là Antec Lansing nha. Có cái này chính, cái này chứ chính mít chép rồi nè, hồi xưa nó hay làm mấy kiểu này. Con này ba đường tiếng này. Bát 30 nha. Cao su béo này. Đó, cặp này cao chắc cũng có 2-4 gần 80 nè, ở tầm 80. Rồi một cặp đây cực kỳ đẹp nha anh em. Này, cặp này đẹp nhất luôn nè. Gần như là trong thùng luôn anh em, thật luôn á. Này thấy không? Thấy chưa? Keo nó dính này thôi chứ không ảnh hưởng gì nha anh em, nó gỡ ra thôi. Đóng thùng vậy đó. Tôi kể ra thứ cho anh em coi cái lo nó nè. Rồi thì tao mới tin không? Cái gỗ của nó này, cái lỗ của nó nhét mấy cái cặp lại vô này, thấy mới tin không? Đó. Rồi đợi im lại chút xíu mình nhét vô sau cũng được đi. Quay cái khác. Nè cái đó cũng mới tin không? Một cặp này, hai cặp, ba cặp. Ba cặp bô nha. Anh em nào làm âm ly không? Sẵn qua âm ly luôn cho anh em coi luôn nè. Quay sơ qua thôi nha. Đây là âm ly 7 nha nè. Bên gì nha. Nhiều lắm. 40 mấy con nha nè. Đủ loại hết. Mà răng sàn xui đủ loại nha nè. Builder. Con này nó còn nguyên tem cờ của nó luôn không? Receiver này, Sansui này, Onkyo đèn nông. Nói chung là nhiều hiệu đó anh em. Này của Cambridge nhìn này. Này như của anh, Marang Sansui không. Con này giống như cái phần bóng đèn đó anh em. Nè rìa đèn. Cột trong đây cũng mấy chục con nữa đây. Nên là làm lô thì inbox nha. Ma răng này nè. Tuy không mấy món giờ thì em chơi. Con này cối. Con này là bóng đèn của tin nè. Ở đây có một cái lo mất ở căn rồi nè. Là bác 25 nha. Cú Philip nha nè. Bác giác. Âm ly Telefunken 4 sò sát. Cái đàn của Đức luôn nha nè, Đức nồi luôn nè, còn đàn 2-3 đường tiếng nè. Manat gì đây. Đang nghe cả là khu Mỹ, Advent. Này có Heiko hay Canton đây. Canton nha nè. LE500, thùng gỗ nè. Mạc sát này không. 3 đường tiếng.
Đây là chơi gì? Đồ nhiều lắm nha nè. Em lái còn số lượng là có hết nha.